Chào tất cả mọi người, chào mừng tất cả mọi người đã đến với video clip của mình ấy. Thì thời gian vừa qua thì mình cũng có mua được một chiếc xe máy, thì mình cũng đã quay lên clip mình giới thiệu cho mọi người rồi. Thì cũng có khá nhiều bạn xem được clip của mình ấy. Các bạn cũng thắc mắc ấy, là thời điểm hiện tại thì là một lít xăng ở bên Nhật ấy thì là giá bao nhiêu tiền. Thì cũng nhân tiện là cái xe máy của mình ngày hôm nay ấy thì là cũng gần hết xăng rồi, mình cũng muốn đi đổ xăng nên là mình cũng muốn quay giới thiệu cho mọi người luôn. Thì thời gian vừa qua mình cũng có nghe nói ấy, là bên Việt Nam thời điểm hiện tại là giá tiền xăng đang tăng cao. Thì mình cũng không biết chuẩn ấy là một lít xăng ở bên Việt Nam thời điểm hiện tại là bao nhiêu tiền, nhưng mà ngay bây giờ thì mình sẽ dẫn mọi người đi đổ xăng xe máy ở bên Nhật cùng với mình nhé. Cũng tiện thể cái video này thì mình cũng vừa giới thiệu giá tiền xăng ở bên Nhật là bao nhiêu, và thứ hai nữa là mình cũng muốn quay cho mọi người xem ấy là cái cách đổ xăng xe bên Nhật và xem nó có khác gì so với bên Việt Nam mình hay không. Thì đây chính là cái chiếc ba lô của mình ấy, thì cũng gắn bó với mình khá lâu rồi. Mỗi khi mình đi quay clip ấy thì mình đều mang ba lô đi. Mình mang ví tiền này, mang kèm theo cái thiết bị mình quay video ấy để quay cho mọi người xem. Ngày hôm nay thì mình đang có một ít đồ ấy, mình mang ra ngoài bưu điện mình gửi đây, một thùng to đây. Đúng là kiểu trước giờ đi xe đạp ấy thì cũng chẳng phải để ý gì, nhưng mà giờ đi xe máy rồi, bắt buộc phải có bảo hiểm đây. Không có mũ bảo hiểm là ra cảnh sát người ta tóm ngay. Mình mở khóa cho mọi người xem nhá. Mình không biết là cái con xe của mình ấy đổ đầy bình thì được bao nhiêu lít, nhưng mà hôm nọ mình đổ có tổng khoảng độ là hơn 400 biên ấy, tổng khoảng độ 780.000 ấy, là mình đi được gần tuần nay rồi, hơn tuần nay rồi. Thì xe của mình ấy thì hiện tại thì vẫn chưa hết hẳn, cũng đang chuẩn bị về đó thôi. Thì mình cũng tiện thể đi quay clip cho mọi người xem luôn. Trời, ngày mai nắng khá là to. Thời điểm hiện tại thì mình đang trên đường đi đổ xăng đây. Mình thấy mọi người bảo là giá xăng hiện tại ở Việt Nam tăng rất là cao. Thì chuẩn ra thời điểm hiện tại thì bên Nhật ấy thì là hầu hết các mặt hàng yêu phẩm mà người dùng hàng ngày, như gọi là rau củ quả, các loại thực phẩm, rồi là mỹ phẩm, nói chung là tất cả mọi thứ ấy, bên Nhật Bản người ta đều tăng giá, đều tăng thuế lên rất là cao. Và tiếp theo nữa ấy, là thời điểm hiện tại thì là cái tỷ giá tiền yên giảm rất là mạnh. Như kiểu là cách đây khoảng độ một năm trước, hơn một năm trước, nếu mà mình gửi một man yên về Việt Nam ấy thì ở bên Việt Nam sẽ nhận được tổng cộng là 2 triệu, hơn 2 triệu tiền Việt Nam. Nhưng mà ngay thời điểm hiện tại ngày hôm nay mình cập nhật giá ấy, thì một man yên nếu mà mình gửi về Việt Nam ấy thì bên Việt Nam chỉ nhận được là khoảng độ 1.695.000 thôi. Cũng nghĩa là giảm khoảng độ là hơn 300.000 trên một man yên. Vị chi là nếu mình gửi khoảng độ 100 man yên về ấy, thì mình sẽ bị lỗ tổng khoảng độ là 30 triệu. Hơn 30 triệu so với cách đây khoảng độ hơn 10 năm trước. Đấy. Không phải là bên riêng Việt Nam mà rất nhiều nước, rồi trong đó có cả Nhật nữa. Hiện tại thì mình đang có mặt ở cái cây xăng gần nhà mình nhất đây, cây xăng Enel nhá. Quay cho mọi người xem này, tổng cộng là có 2 khung giờ, ngày thường là mở cửa từ 7:30 đến 19:30 và ngày nghỉ lễ là 8:30 đến 18:30 nhá. Tổng cộng mình thấy là có 2 loại đây. Loại đầu tiên là loại 2 ô cự là 186 yên trên 1 lít. Thì mình không nhầm là 2 ô cự nó là dạng dầu hay là cái gì đấy. Còn cái loại mình đổ xăng xe máy chính là loại regular kia, loại thứ hai kia là 175 yên trên 1 lít nhá. Mình tính luôn cho mọi người xem nhá. 175 yên trên 1 lít mà nhân với tỷ giá tiền yên, 1 yên là được 169.5 này. Thì nó ra được là gần 30.000 đồng nhé, 29.662 đồng. Vị trí là gần 30.000 đồng trên 1 lít. Đấy là tính thời điểm hiện tại. Còn cách đây khoảng 1 năm trước, nếu mà cũng là 175 yên nhân với cả 200 ấy thì nó ra là 35.000 trên 1 lít. Do là thời điểm hiện tại ấy, tỷ giá tiền yên giảm nên là cái giá tiền xăng tính là tiền Việt ấy, nó cũng giảm theo. Bên Nhật ấy thì cái phương tiện chính của người ta là ô tô ấy, nên là nhìn từ quê lên phố này toàn ô tô là ô tô thôi. Bây giờ mình sẽ dẫn mọi người vào bên trong đổ xăng nhá. Mình đổ xăng này. Mình đổ đầy bình mọi người nhá. Đổ đầy bình luôn. Giá nó chạy trên kia kìa. Đấy, lít và giá. Vẫn chưa đầy hẳn nhé. Đây tổng cộng mình đổ đây là 2.4 lít mọi người nhé. 2.4 là hết tổng cộng là 420 yên này. Mình thì mình thanh toán bằng tiền mặt đấy, nên là mình sẽ đưa trực tiếp tiền cho nhân viên nhé. Hey. 420 yên mình tính luôn cho mọi người xem nhé. 420 yên này
nhân với tỷ giá là 169.5 thì nó ra thành là 71.190 đồng trên 2 lít 4 xăng nhé. Thì cái xe máy của mình hôm vừa rồi mua ấy là xe 50cc nhá. Xe 50 phân khối ấy, nên là chỉ đổ tổng độ là 3 lít rưỡi đến 4 lít xăng ở đây rồi. Vừa rồi mình đổ có khoảng độ 2 lít 4 ấy là cũng đầy bình, cộng thêm cả cái xăng cũ ấy là đầy bình rồi. Thì đổ xăng với Nhật ấy thì thường thường là nếu ban ngày đây thì đi đổ ấy là sẽ có nhân viên người ta đổ như kiểu bảo là bên Việt Nam mình. Còn nếu ban đêm mọi người đi ấy, xe máy xăng mọi người muốn đổ ấy thì mọi người có thể là tự vào đổ được nhá. Kiểu là cây xăng có hệ thống tự động ấy thì là mọi người có thể là đút tiền vào xong mọi người chọn chế độ xăng, chọn nít xăng hoặc là chọn lại xăng ấy, sau đó mọi người bấm nút thôi là nó sẽ đổ xăng cho mọi người. Bởi vì là cái hệ thống bên đây ấy thì người ta lập trình sẵn rồi nên là cái lít xăng mọi người mua bao nhiêu ấy thì nó sẽ chỉ ra từ đấy thôi, cũng không thể nào mà lấy thêm được xăng của người ta cả. Mình thì mình cũng vừa mới rẽ vào một cái cửa hàng tiện ích Comedy, cửa hàng Family Mart nhá. Ngày hôm nay mình đến đây mình thanh toán một ít tiền thuế cư trú và tiền sử dụng SIM thẻ internet hàng tháng của mình. Thì tiền thuế cư trú này chính là cái tiền mà bọn mình sang bên Nhật làm việc và sinh sống học tập ấy thì ai cũng phải đóng cái tiền này hàng tháng hàng năm nhá. Như cái hồi trước mình ở công ty cũ ấy thì là công ty của mình sẽ hàng tháng là sẽ đóng tiền hộ mình xong người ta trừ vào lương. Nhưng thời hiện tại thì bọn mình chuyển sang công ty mới, chuyển sang Vita mới rồi ấy thì như kiểu là tiền điện, tiền nước, tiền ga, tiền internet hoặc là tiền thuế hoặc là bất cứ một cái tiền gì bọn mình sử dụng ấy là hàng tháng ấy thì người ta sẽ gửi những cái bì thư, gửi những cái bức thư này về hòm thư ấy. Mình sẽ lấy này, bên trong mỗi một cái tờ này ấy nó sẽ ghi giá tiền và cái mã vạch ấy thì mình cầm đến cửa hàng tiện ích này, bảo nhân viên người ta quét mã vạch là ra số tiền rồi thì mình thanh toán thôi. Mình quay qua cho mọi người xem một góc của cái tờ thuế này nhá. Nói chung là qua thông tin của mình ấy nên mình cũng không lộ được. Cửa hàng tiện ích thì mình cũng đã từng quay rất là nhiều rồi. Tổng cộng là hết 6 xin yên này. Vừa mình thanh toán tiền thuế xong rồi ấy, bây giờ mình sẽ đi thanh toán tiền SIM thẻ nhá. Bên đây là cái máy ATM rút tiền này, bên đây là cái máy photo đây, mọi người có thể là photo giấy tờ hoặc là in ảnh ở đây được hết nhá. Mình thanh toán tiền SIM thẻ đây. Thanh toán bằng mã Smartpito này, Smartpito. Smartpito đây. Thì ở bên đây ấy, mình có một cái mã thanh toán hàng tháng này nhé. Hàng tháng tầm khoảng độ đến ngày 23-24 là mình mới đóng rồi. Mã là 208-256 208 này, 256 này, 507-2850 này. Xác nhận xong chuẩn rồi đấy thì mình sẽ ấn OK nhé. Đây Phạm Đức Thư này, chuẩn này, số tiền mình phải đóng là 3 sen 110 yên nhá. Ấn vào đây này, xác nhận chuẩn rồi ấy thì là OK. OK phần nữa này. Và bây giờ mình sẽ chờ để in hóa đơn nhá. Đây, hóa đơn in ra ấy thì sẽ có một cái mã này, mình sẽ dùng cái mã này đưa nhân viên ấy, người ta sẽ quét mã là thanh toán được tiền nhá. Thì thực ra ấy là hàng tháng cái tiền wifi của mình đóng riêng ấy, đây là cái tiền SIM của mình nhá. Một tháng của mình hết tầm khoảng độ là 3 sen 110 yên ấy, vị chi tầm khoảng độ là 600.000 tiền Việt Nam trên một tháng sử dụng SIM. Thanh toán xong rồi, bây giờ mình sẽ đi chợ mọi người nhá. Đi chợ chiều. Hiện tại là mình đang trên đường đi chợ đây. Thực ra là mình rất muốn quay cho mọi người xem cái quang cảnh xung quanh ấy, nhưng mà do kiểu trời nó gió quá mình không thể quay được. Mình thì mình đang trên đường đi chợ ấy, thì mình đi qua một cây xăng mình quay cho mọi người xem đây. Cây xăng ở đây thì rẻ hơn cây xăng lúc đầu mình đổ một chút đây. Regular này giá đây chỉ có 166 yên trên một lít thôi, rẻ hơn được khoảng độ 9 yên nhá. Cái cây ban đầu mình đổ ấy là 175 yên. Đấy, rẻ hơn 9 yên. Cây xăng này thì có vẻ là to hơn này. Bên trong tổng cộng là có 5 máy đổ xăng nhá. Đây chính là siêu thị Ưa Mà Chữ nha, siêu thị hàng tầm ngay chợ đây.
mình lại dẫn mọi người đến đây đi mua đồ ăn cùng với mình nhá. Cái siêu thị này là một cái siêu thị khá là quen thuộc đối với những ai mà thường xuyên theo dõi clip của mình nhá. Một lần mình thấy người ta bán cả hành tâm đây, mình không nhầm, cái củ này gọi là củ hành tâm này 750 yên một gói, cộng vào thuế là 810 yên này, tầm khoảng độ 150.000 160.000 trên một gói hành tâm này nhá. Mùa này mình không nhầm cũng đang là mùa dưa hấu thì phải này, hay bán nhiều. Và đặc biệt mùa này đang là mùa mơ nhá. Mùa mơ ở đây thì hôm nay mình thấy người ta bán nguyên một cái khay mơ to đây, giá là 4 sen 212 yên, khoảng độ 800.000 trên một khay này. Mùi thơm như mùi thị luôn. Mình đoán khoảng trong đây tập nổ 100 quả mơ đấy, khá là nhiều. Nho này, đây là quả cherry. Cherry này cũng 430 yên, khoảng 80.000 một hộp đây. Đấy, bạn nào không mua được hộp mơ to kia thì mọi người có thể là mua mơ nhỏ này về cũng được này, về ngâm đường cũng được đây. 864 yên một bịch nhé, khoảng độ 160.000 một bịch này. Hoa quả ở nhà mình cũng vẫn còn đấy, là mình cũng sẽ mua nhá. Đi quay xem cái món đồ gì mình cần mua thì mình mua đây. Bên đây là rau củ quả đây. Ngày hôm nay mình tính là đi mua ít cải bắp và mình muối dưa, nên mình sẽ mua thêm củ cà rốt đây. Mua một củ thôi, 87 yên, được 2 lạng chín là gần 3 lạng củ này đây. Khoảng độ 45.000 thôi. Bên đây là chuối, cà chua này. Mình sẽ đi mua thêm một bịch dưa chuột nữa. Dưa chuột đây, dưa chuột mình có thể lựa chọn nhé. Cái loại mình đang cầm đây, một bịch mình đang cầm này, giá là 194 yên, khoảng độ gần 40.000 nhé, hơn 30.000, gần 40.000 trên 5 quả dưa chuột đây. Kiwi đây, lâu rồi mình cũng khoan xà lách nên mình sẽ đi mua thêm một cái xà lách đây. Đồ Lào những tươi giói này, xà lách thì là đây là sự đây, 138 yên, hơn 20.000 trên một select này, khoảng 20, 21, 22.000. Mua cà rốt rồi thì mua thêm một ít cải bắp nữa, cải bắp với muối dưa mọi người nhé. Muối dưa thì mình lấy số lượng nhiều nên là mình sẽ mua hẳn một cái này đi, kiểu vừa muối dưa không hết đấy thì mình bỏ ra mình xào mình ăn đấy. Củ cải này, củ cải hoặc đây là rau cải thảo đây. Hồi trước thì thực ra là mình không hay ăn súp lơ cho lắm ấy, dạo này mình hay mua này. 238 yên một cái nhá, khoảng độ hơn 40.000 đây, 40-42.000. Mua ít rau đi, mua thêm ít thịt nữa. Mình lại đang vào cái gian hải sản, mình đi mua ít cá đây. Bên đây có bán ngao đây, ngao cá này. Mấy cái loại cá nhìn hồng hồng mình chắc bây giờ nhìn nó kìa đẹp đẹp mình không muốn ăn. Cá thì rất nhiều loại, mình sẽ mua một khay về mình rán giòn nhá. Rán giòn mình có thể nấu canh hoặc là mình chấm mắm đây được đây. 378 yên một khay này, được khoảng độ 5 miếng nhá, hơn 60.000, 70.000 trên một khay này. Cá đây có ghẹ này, ghẹ mà bạn nào sang đây thích ăn lẩu ấy thì mọi người cũng có thể mua cái này về đây, mua tổng độ 1-2 hộp về cho vào nước là lẩu ăn ngon luôn. Hải sản thì thực ra là người ta vừa bán sống ấy, bên đây người ta bán cả những cái loại kho đây. Mình không nhầm như kiểu người ta kiểu kho tương như bên Việt Nam mình ấy, người ta kho sẵn thôi. Và kiểu là ai lười nấu ấy, mua những cái hộp sẵn này về cho vào trong lò vi sóng hấp lên là ăn thôi. Mình nhìn ngó qua ấy, thì hiện tại là mình thấy ấy, thịt đang được giảm giá rất nhiều nhá. Cả thịt bò, cả thịt lợn đang được giảm giá đây. Đây như kiểu một cái khay thịt bò to mình đang quay cho mọi người xem nhé. Đang được giảm giá một lửa đây, là hang cá cự một lửa đây. Giá gốc của nó là 1 sen 257 yên. Hiện tại giảm giá một lửa thì mọi người cứ tính ra. Được 534 gram, được tổng khoảng độ hơn 5 lạng nhé. Mình sẽ mua một hộp thịt bò này. Toàn thịt bò Mỹ với thịt lợn Mỹ. Đây có thịt bò đây. Mình thì đi siêu thị là mình hay đi tìm cái hộp sụn để ăn này. Bạn nào sang mà tìm thấy hộp sụn này mọi người cứ mua thử về ăn nhé. Ăn rất là ngon, sụn gà. Mọi người mua về xào trứng, ăn rất ok. Cũng rẻ, một hộp giá chỉ có 240 yên thôi, hơn 40.000. Bên đây chuyên bán các loại nội tạng như kiểu dạ dày, lòng lon các kiểu đây. Đấy. Bán nhiều nên mọi người có thể thao hồ lựa chọn. Hộp này cũng đang được giảm giá 30 yên đây,
30 yên thì tính ra chỉ được có 3-4 nghìn thôi, khoảng giá 3-4 nghìn thôi. Mình đang sang đây mua thêm hộp thịt gà đây. Thịt gà này mình cũng đã từng giới thiệu rồi. Gà kiểu là gà công nghiệp, mà gà công nghiệp thì ăn nó không được ngon như gà ta mình. Ăn thịt nó hơi bở một chút nhưng mà được cái là rẻ. Hộp mình đang quay đây cũng là 497 gram đây, gần 5 nạ, 364 yên, cũng hơn 60.000, 700.000 một hộp. Mình thì muốn tiện nên là mình mua hẳn hai hộp mình ăn luôn. Đấy. Hôm nay thì mua cũng có là ít rau này, rồi là ít thịt đây. Đồ đạc thì ngày hôm nay mình mua qua được ít đồ nên là chắc hết không nhiều tiền cho lắm. Mình đang đi qua cái tủ kem, mình đang tính là đi vào mua kem đây. Kem bên Nhật, những cái bạn nào mà thích ăn kem thì là khá đa dạng kem nhé. Những cái loại kem rời như mình đang quay thì cũng có này. Tầm khoảng độ vài chục yên, khoảng mười mấy nghìn đến 20.000 một cái, rất là nhiều. Kem hộp, kem ốc quế, kem que, đồ gà. Tiếp theo bên đây là dạng kem hộp nhá. Bên Nhật thì mình thấy người ta có bán dạng kem theo kiểu dạng kem cân đây này. Một hộp này là một cân. Một cân kem thì có kiểu dạng kem sữa và kem sô-cô-la đây, hoặc là kem sữa trộn sô-cô-la nhá. Giá thì là 734 yên một hộp, khoảng độ 140 nghìn trên một cân kem. Đấy, bạn nào thích ăn cân thì mua một cân này về ăn thoải mái luôn. Ngoài ra thì có những cái loại khác đấy. Mình đang tính là mua một hộp. Thường thường ấy, ăn kem rời ấy, thì mình là hay mua các loại kem này. Bên ngoài là một lớp bánh xốp, bên trong là một lớp kem. Ăn cũng khá ok. Kem sô-cô-la đây. Mình đang không biết là mình nên mua loại nào, bởi vì nó có khá nhiều loại. Hộp kem ở đây ấy, thì người ta có ghi kèm theo giá trên đây nhá. Cỡ tương ứng như này là mình có thể đọc chữ này. Đọc chữ so với chữ ở đây là sẽ ra nhá. Như cái hộp kem của mình là hộp kem Banira đây. Banira này giá là 354 yên một hộp, khoảng độ gần 700.000 một hộp nhé, hơn 600.000 một hộp. Mình sẽ mua một hộp kem này đi, một hộp được tổng cộng là 5 cái nhé, 5 cái kem. Đồ đạc mua xong rồi, bây giờ mình sẽ ra thanh toán về thôi. Đấy, hôm nay là một cái video tổng hợp quay rất nhiều thứ kết hợp lại với nhau, chưa từng có luôn. Ra nước ngọt, bia, bánh kẹo. Những cái đồ ăn vặt thì hiện tại ở nhà mình cũng vẫn còn nên là mình cũng sẽ không mua nhá. Mình sẽ đi thanh toán ở đây. Tổng tiền mình vừa thanh toán hết là 3 sen 620 yên nhá. 3 sen 620 yên. Tiền xu thì mình sẽ đút vào đây này. Còn tiền giấy mình đút vào đây nhá. Okay. Hôm nay mình đi chợ đây, một giỏ đồ là hết 3 sen 620 yên, tính về tiền Việt Nam khoảng độ hơn 600.000 nhé. Mình cũng đã từng giới thiệu nhiều lần đấy, ở bên Nhật thì là người ta thường hay để với những cái thùng bìa cắt tông này, mọi người mua đồ xong ấy mọi người có thể là lấy để đựng đồ nhé. Khi là mà hết bìa cắt tông ấy thì mọi người có thể là mua túi tại quầy nhân viên luôn. Hôm nay mình nhìn thấy là vẫn còn hộp nên là mình sẽ lấy hộp để đựng nhé. Hộp đựng cho lên chẳng trả về nó sẽ dễ hơn nhé. Đồ đạc của mình thì mình không có dây chẳng ấy, nên mình để phía đằng trước đây. Bây giờ nhá, mình sẽ đặt máy quay đằng trước ngực, mình quay cho mọi người xem cái quá trình mình từ trên đường siêu thị về nhà nhá. Giao thông bên Nhật đấy thì người ta đi bên trái, nhiều người cũng thắc mắc với mình. Xe máy, xe đạp, ô tô thì đi bên trái, còn đi bộ sẽ đi bên phải nhá. Cái clip ngày hôm nay thì là một clip tổng hợp, mình quay cũng khá nhiều thứ. Thì mục đích chính của mình ấy là đi quay review cho mọi người xem một giá xăng ở bên Nhật là bao nhiêu. Thì mình cũng quay giới thiệu cho mọi người rồi. Bởi vì cái câu hỏi đấy cũng khá nhiều bạn thắc mắc nên là mình cũng tiện thể thì mình cũng làm một clip giải đáp luôn. Thì mình cũng xin cảm ơn tất cả mọi người đã xem hết video clip này. Nếu mọi người thấy quý và thích ấy, thường quên ủng hộ mình bằng một lượt like video và một lượt đăng ký kênh YouTube của mình nhá. Cảm ơn tất cả mọi người.